Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Đây là video thứ 9 trong chuỗi bài giảng của môn PM quản lý hoạt động Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chủ đề phân tích tranh lệch ừ, Nhiều bạn khi học về chủ đề này thường lao vào học về các công thức phân tích Nhưng mà mình thấy là cái việc học như vậy nó sẽ không có hiệu quả Bởi vì thứ nhất là có rất là nhiều công thức Nên khi mà không hiểu bản chất thì sẽ khó nhớ và dễ nhầm lẫn Thứ hai là cái câu hỏi về phân tích trình lệch ấy, tính toán nó chỉ là một phần thôi, cái phần còn lại thường là sẽ hỏi đến những cái vấn đề liên quan khác trong cái chủ đề này. Chính vì vậy nên là theo mình thì chúng ta nên tìm hiểu về những cái kiến thức nền tảng của cái phân tích trình lệch này trước để mà hiểu được bản chất cái kỹ thuật cần phải áp dụng. Sau đó thì chúng ta mới đi vào tính toán các cái loại trình lệch chi tiết. Bởi vì đây là một chủ đề dài nên mình sẽ chia thành hai phần nhé. Và trong cái phần đầu tiên này, chúng ta sẽ đi làm rõ bốn cái vấn đề cốt lõi về phân tích chênh lệch. Vấn đề thứ nhất đó là các cái thuật ngữ liên quan được sử dụng trong phân tích chênh lệch. Vấn đề thứ hai đó là các cái nguyên nhân làm phát sinh chênh lệch. Vấn đề thứ ba đó là các cái kỹ thuật được sử dụng trong phân tích chênh lệch. Và cuối cùng đó là ảnh hưởng của phân tích chênh lệch lên động lực và hành động của nhân viên. Sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu từng nội dung này nhé. Trong chủ đề về phân tích chênh lệch thì chúng ta sẽ cần sử dụng một số kỹ thuật ngữ sau. Đầu tiên ta sẽ cần phải tìm hiểu chênh lệch và phân tích chênh lệch là gì. Chênh lệch thì hiểu đơn giản nó là cái sự khác biệt giữa cái kết quả thực tế và kết quả kỳ vọng. Kết quả kỳ vọng ở đây thì nó có thể là kết quả dự toán hoặc là cái chi phí định mức. Trong trường hợp là sử dụng phương pháp tính giá thành đúng không ạ? Cái việc phân tích chênh lệch thực chất là tìm cách chia nhỏ cái phần chênh lệch tổng thể lớn thành các cái chênh lệch thành phần để mà tìm hiểu nguyên nhân gây ra chênh lệch. Ví dụ, công ty có doanh thu dự kiến là 1 triệu đô đi, trong khi doanh thu thực tế đạt là 1,2 triệu đô. Vậy ta sẽ cần phải phân tích xem là cái 0,2 triệu đô tranh lệch giữa doanh thu kế hoạch và doanh thu thực tế này là do nguyên nhân nào? Do là thay đổi trong giá bán hay là do thay đổi trong sản lượng tiêu thụ hay là do cả hai? Và nếu như do cả hai thì ảnh hưởng của từng cái nhân tố là như thế nào? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái khái niệm liên quan đến tranh lệch và phân tích tranh lệch đó là tranh lệch theo hướng có lợi cho công ty thường viết tắt là chữ F và tranh lệch theo hướng bất lợi cho công ty thường ký hiệu bằng chữ A. Cái này thì cứ theo đúng nghĩa đen mà phân biệt thôi các bạn ạ. Ta gọi một tranh lệch là có lợi cho công ty khi mà công ty có thể được hưởng lợi từ cái tranh lệch đó. Ví dụ, tranh lệch mà phát sinh khi doanh thu thực tế lớn hơn doanh thu kế hoạch hay là khi chi phí thực tế nhỏ hơn chi phí kế hoạch thì nghĩa là nó sẽ giúp cho cái lợi nhuận tăng lên so với dự kiến đúng không ạ thì ta hiểu đó là tranh lệch theo hướng có lợi cho công ty và được coi là tranh lệch có lợi ngược lại cái tranh lệch phát sinh khi mà cái doanh thu thực tế nhỏ hơn doanh thu kế hoạch hoặc là khi chi phí thực tế lớn hơn chi phí kế hoạch thì khi đó nó sẽ làm cho cái lợi nhuận thực tế giảm đi so với cái kế hoạch dự kiến đúng không ạ nên ta sẽ hiểu đó là tranh lệch theo hướng bất lợi cho công ty chúng ta sẽ cần phải phân biệt hai cái loại tranh lệch này bởi vì khi mà chúng ta phân tích cái tranh lệch tổng thành các cái tranh lệch thành phần ấy nếu như là cùng là tranh lệch có lợi thì sẽ cộng vào nhau hoặc là cùng là tranh lệch theo hướng bất lợi thì sẽ cộng vào nhau nhưng nếu như một cái là tranh lệch theo hướng có lợi và một cái là tranh lệch theo hướng bất lợi thì khi đó sẽ phải trừ đi đúng không ạ rất là nhiều bạn nhầm giữa cái bất lợi và cái có lợi dẫn đến là tính sai cái tranh lệch tổng Tiếp theo, ta sẽ cần biết được bốn cái loại chênh lệch cơ bản trong quản trị hoạt động. Thứ nhất, đó là cái chênh lệch doanh thu. Thứ hai đó là chênh lệch chi phí nguyên vật liệu. Thứ ba là chênh lệch chi phí nhân công và cuối cùng đó là chênh lệch chi phí sản xuất chung. Bốn cái loại chênh lệch này nó còn được gọi là chênh lệch tổng thể. Lý do là vì từ các cái chênh lệch tổng thể này chúng ta có thể phân tích thành các cái loại tranh lệch chi tiết khác tùy theo cấp độ chi tiết mà tình huống yêu cầu. Ví dụ, tranh lệch doanh thu thì có thể được tách thành tranh lệch do giá bán, tranh lệch do sản lượng tiêu thụ. Sau đó, cái chênh lệch do sản lượng lại có thể được tách thành chênh lệch do thay đổi kết cấu sản phẩm tiêu thụ và chênh lệch do thay đổi lợi nhuận gộp của sản phẩm tiêu thụ. Tóm lại là tùy theo cái yêu cầu phân tích mà chúng ta có thể phân tích nó thành các cái loại chênh lệch chi tiết đến mức mong muốn. Thực chất thì bốn cái loại chênh lệch tổng thể này chúng ta đã học ở cái môn F2 trước đó rồi. Vậy nên ở cái môn PM quản lý hoạt động này chúng ta sẽ không quá tập trung vào các cái loại chênh lệch này nữa. Thay vào đó ta sẽ đi sâu vào phân tích các cái chênh lệch thành phần của các cái chênh lệch tổng thể này. Nhưng mà đó là công việc của video sau. Còn bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái nội dung thứ hai của video ngày hôm nay. Đó là đi tìm hiểu xem cái nguyên nhân nào dẫn đến các cái loại chênh lệch mà chúng ta vừa đề cập thì thế này tùy vào đó là cái loại tranh lệch gì mà sẽ có cái nguyên nhân khác nhau nhưng tóm lại một câu đơn giản thì là tranh lệch sẽ phát sinh từ những cái sự kiện ngoài dự kiến ngoài kế hoạch đầu tiên với cái phần tranh lệch từ doanh thu đi thì cái nguyên nhân dẫn đến tranh lệch nó có thể là do cái yêu cầu đột xuất cái cầu đột xuất của, của thị trường đối với sản phẩm nó tăng lên ngoài dự kiến ví dụ lúc đầu tính dự kiến chỉ là nhu cầu của thị trường chỉ là khoảng tầm một triệu sản phẩm nhưng mà bây giờ thực tế lại thành một triệu hai sản phẩm đúng không ạ ví dụ như là cái đợt này chúng ta dịch bệnh thì phải nghỉ giãn cách xã hội nhiều cái nhu cầu sử dụng các cái thiết bị điện tử nó tăng lên dẫn đến là doanh số bán những cái mặt hàng như kiểu là máy tính hay điện thoại nó có thể tăng lên đột biến đúng không ạ và ngược lại với cái nhu cầu tăng đột biến thì đó là cái sự uh, sụt giảm đột xuất trong nhu cầu sản phẩm dẫn đến là cái sản lượng tiêu thụ nó không như mong đợi. Một cái nguyên nhân nữa cũng có thể dẫn đến cái chênh lệch trong doanh thu đó là uh, giá bán sản phẩm tăng hoặc là giảm ngoài kế hoạch. Lúc trước chúng ta lập kế hoạch là bán với mức giá là 15 đô một sản phẩm, nhưng mà cái thực tế áp dụng thì lại chỉ được có 12 đô một sản phẩm thôi thì khi đó rõ ràng là sẽ dẫn đến tranh lệch đúng không ạ? Một cái nguyên nhân nữa cũng có thể kể đến ở đây đó là cái khâu sản xuất của công ty gặp khó khăn. Chẳng hạn như là cái nhà cung cấp của công ty, nhà cung cấp chính bây giờ bị phá sản chẳng hạn thì khi đó cái nguồn cung, nguyên vật liệu đầu vào của công ty sẽ bị gặp khó khăn thì dẫn đến là ảnh hưởng đến sản xuất. Lúc đầu dự tính là sản xuất một triệu sản phẩm để tiêu thụ nhưng bây giờ chỉ sản xuất được có 800 sản phẩm thì đương nhiên là không thể bán quá 800 sản phẩm được đúng không ạ? Thì như vậy ta thấy rằng là những cái nguyên nhân mà dẫn đến tranh lệch doanh thu nó sẽ xoay quanh những cái nhân tố mà được sử dụng để tính doanh thu. Cụ thể ta biết rằng là doanh thu thì sẽ được xác định bằng giá bán đơn vị mà nhân với cái số lượng sản phẩm tiêu thụ đúng không ạ? Vậy thì khi mà tìm các cái nguyên nhân dẫn đến tranh lệch doanh thu ta sẽ phải quay trở lại để tìm các cái nguyên nhân dẫn đến cái tranh lệch của giá bán đơn vị và tranh lệch của số lượng sản phẩm tiêu thụ đúng không ạ tương tự như vậy thì ta cũng có thể chỉ ra được các cái nguyên nhân dẫn đến cái tranh lệch chi phí nguyên vật liệu bởi vì là chi phí nguyên vật liệu thì được tính bằng cách là lấy cái số lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng mà nhân với cả cái đơn giá đúng không ạ vậy thì khi mà xem xét các cái nguyên nhân dẫn đến tranh lệch chi phí nguyên vật liệu thì ta sẽ phải xem là cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái số lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng cái yếu tố nào làm ảnh hưởng đến cái mức giá mua của nguyên vật liệu chẳng hạn như là uh, công ty thì nhận được một cái khoản chiết khấu từ nhà cung cấp mà trước đó công ty không biết rằng là mình sẽ được hưởng chẳng hạn thì rõ ràng là khi mà được hưởng cái khoản chiết khấu đầu vào nó sẽ làm cái đơn giá mua của nguyên vật liệu giảm đi đúng không ạ và dẫn đến là làm chi phí nguyên vật liệu giảm đi so với kế hoạch hoặc là công ty thì sử dụng nguyên vật liệu thì hiệu quả hơn mức dự kiến Chẳng hạn lúc đầu là nghĩ rằng phải mất 1kg nguyên vật liệu mới tạo ra được một sản phẩm Nhưng mà thực tế do là uh, quản trị hàng tồn kho tốt hoặc là do cái tay nghề của nhân viên tốt không bị lãng phí dẫn đến là trung bình chỉ mất 0,8kg nguyên vật liệu để tạo ra một sản phẩm thôi thì rõ ràng như vậy là sẽ tiết kiệm được cái số lượng nguyên vật liệu sử dụng và nhờ đó sẽ làm giảm chi phí nguyên vật liệu và dẫn đến là cái tranh lệch chi phí nguyên vật liệu giữa thực tế và kế hoạch đúng không ạ tương tự như vậy thì cái sự thay đổi trong cái chất lượng của nguyên vật liệu cũng có thể dẫn đến cái tranh lệch chi phí nguyên vật liệu bởi vì là khi mà chẳng hạn như uh, nguyên vật liệu có chất lượng tốt hơn thì rõ ràng là cái số lượng nguyên vật liệu bị hư hỏng trong quá trình sản xuất cũng sẽ giảm đi dẫn đến là cái số lượng nguyên vật liệu cần phải sử dụng trong sản xuất giảm đi và do đó làm giảm cái chi phí nguyên vật liệu sử dụng thực tế đúng không ạ? Một cái nguyên nhân nữa có thể kể đến ở đây đó là nguyên vật liệu thì bị sử dụng lãng phí hơn mức dự kiến hoặc là bị trộm cắp dẫn đến là cái số lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng nó sẽ cao hơn mức kế hoạch và dẫn đến là cái chi phí nguyên vật liệu nó cũng sẽ cao hơn mức kế hoạch. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến chênh lệch chi phí nhân công, chi phí lao động. Chúng ta biết rằng là cái chi phí lao động, chi phí nhân công nó sẽ được xác định bằng cái số giờ công mà nhân với cả đơn giá giờ công đúng không ạ? Thì như vậy, khi mà phát sinh cái chênh lệch chi phí nhân công này, ta có thể chỉ ra các nguyên nhân chẳng hạn như là công ty sử dụng những cái công nhân mà có cái mức lương thấp hơn so với mức tiêu chuẩn, so với định mức, so với kế hoạch. Lúc trước thì chẳng hạn như là sử dụng công nhân hạng 1 thì phải trả người ta là 800.000 một ngày công Nhưng mà bây giờ uh, tiết kiệm chi phí quyết định là chỉ sử dụng công nhân hạng 2 thôi, chỉ mất có 600.000 một ngày công thôi Thì khi đó nó sẽ làm cho cái đơn giá tiền lương, đơn giá nhân công nó giảm xuống dẫn đến là cái chi phí nhân công thực tế nó sẽ giảm xuống so với kế hoạch đúng không ạ Ngược lại với đó là khi mà cái tỷ lệ chi trả tiền lương của công ty nó tăng lên so với kế hoạch, so với dự kiến. Chẳng hạn như là trong kỳ có những cái cán bộ cấp cao mà họ đạt được những cái thành tích đáng kể dẫn đến là được tăng lương ngoài kế hoạch hoặc là được thưởng ngoài kế hoạch thì dẫn đến nó sẽ làm tăng cái chi phí nhân công của công ty lên đúng không ạ? Và dẫn đến cái tranh lệch chi phí nhân công so với kế hoạch. Một cái nguyên nhân nữa cũng có thể kể đến đó là khi mà cái tốc độ sản xuất sản phẩm nó nhanh hơn kỳ vọng nhanh hơn dự kiến ví dụ như là lúc trước ước tính rằng để sản xuất ra một triệu sản phẩm cần sử dụng một nghìn giờ công nhưng mà bây giờ có thể là do các cái công nhân họ có cái động lực làm việc hăng say hoặc là các cái thiết bị các cái nguyên vật liệu nó có cái chất lượng tốt hơn giúp cho nhân viên giúp cho công nhân họ thao tác được nhanh hơn hoặc là các cái công nhân họ ngày càng có cái kinh nghiệm hơn thì dẫn đến là mới sử dụng đến 800 giờ công thì đã sản xuất xong hết các sản phẩm dự kiến rồi thì như vậy rõ ràng là cái số lượng giờ công thực tế nó sẽ thấp hơn cái số lượng giờ công dự kiến và dẫn đến là cái chi phí nhân công nó cũng thấp hơn đúng không ạ? Thì ngược lại với đó là cái tốc độ sản xuất nó chậm hơn so với cái định mức đề ra. Thì có thể là do nhân viên thì thiếu kinh nghiệm hoặc là chất lượng nguyên vật liệu, thiết bị không tốt dẫn đến là đáng lẽ chỉ mất 1.000 giờ công đã sản xuất xong cái số lượng sản phẩm dự kiến nhưng bây giờ phải mất đến 1.100 giờ công mới xong chẳng hạn thì khi đó lại làm cho cái chi phí nhân công tăng lên đúng không ạ? Cuối cùng đó là cái chênh lệch chi phí sản xuất chung thì cái loại chênh lệch này nó có thể phát sinh do là cái công suất hoạt động hay là cái mức độ sản xuất của công ty cao hơn hoặc thấp hơn so với cái mức kế hoạch so với mức dự kiến bởi vì khi mà cái Tình hình sản xuất nó tăng hoặc giảm thì dẫn đến các cái chi phí liên quan để phục vụ cho cái quá trình sản xuất đấy nó cũng sẽ bị biến đổi theo đúng không ạ? Cái này thì rất là dễ lý giải rồi. Một cái nguyên nhân nữa thể kể đến đó là công ty thực hiện thắt chặt chi phí yêu cầu tất cả các bộ phận phải thực hiện tiết kiệm chi phí dẫn đến là các cái chi phí phụ trong cái quá trình sản xuất thì được tiết kiệm. Kiểu như là các cái chiến dịch uh, tiết kiệm chi phí điện, tiết kiệm chi phí nước ở trong các cái xưởng sản xuất đó ngược lại với đó thì là cái tình trạng sử dụng lãng phí chi phí cũng sẽ dẫn đến làm tăng cái chi phí sản xuất chung hoặc là do có những cái dịch vụ mà đáng lẽ công ty nghĩ rằng là chỉ cần phải sử dụng một lần thôi thì là xong rồi nhưng mà cuối cùng phải sử dụng hai lần mới xong ví dụ như là cái chi phí hỗ trợ kỹ thuật ạ sẽ có các cái công ty sản xuất thì thường phát sinh cái chi phí hỗ trợ kỹ thuật từ bên nước ngoài đúng không thì khi đó có thể là lúc đầu kế hoạch chỉ là chuyên gia nước ngoài sang một tuần thì là đã xong rồi nhưng mà cuối cùng thực tế lại là hai tuần mới xong thì khi đó cái chi phí hỗ trợ kỹ thuật chắc chắn nó sẽ tăng lên và dẫn đến là chi phí sản xuất chung thực tế sẽ tăng lên so với kế hoạch và dẫn đến là phát sinh chênh lệch thôi như vậy đối với cái phần nguyên nhân làm phát sinh chênh lệch này các bạn hãy cứ nhớ một điểm rằng là để mà tìm ra cái nguyên nhân phát sinh chênh lệch thì chúng ta cứ xoay quanh các cái yếu tố, các cái nhân tố mà được sử dụng để tính ra cái chỉ tiêu mà chúng ta đang xem xét, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần nội dung thứ ba của video ngày hôm nay, đó là các cái kỹ thuật được sử dụng khi phân tích tranh lệch. Cụ thể là chúng ta sẽ có ba cái kỹ thuật. Ba cái kỹ thuật này thì nó tuy rất là đơn giản nhưng nó sẽ chi phối đến cái cách chúng ta xây dựng công thức tính tranh lệch. Do vậy các bạn cần phải xem kỹ nhé, để không cần phải học về kỹ thuật đầu tiên được sử dụng trong phân tích chênh lệch đó là kỹ thuật so sánh. Cái kỹ thuật này thì nó đã được thể hiện ngay trong cái định nghĩa về phân tích chênh lệch đúng không ạ? Khi phân tích chênh lệch chúng ta sẽ phải so sánh giữa cái kết quả thực tế và cái số liệu dự toán hay là cái số liệu định mức ban đầu. Và cái giá trị của chênh lệch nó sẽ được xác định bằng cái kết quả giữa cái phép tính là số liệu thực tế trừ đi số liệu dự toán hoặc là ngược lại. Các bạn lưu ý rằng là cái chênh lệch của chúng ta sẽ luôn được thể hiện ở cái giá trị dương của phép tính nhé. Nếu như là chênh lệch theo hướng có lợi thì ta ký hiệu thêm chữ F, còn nếu như mà là chênh lệch theo hướng bất lợi thì ta ký hiệu thêm chữ A. Cái kỹ thuật thứ hai chúng ta sử dụng đó là kỹ thuật phân tách chi tiết. Như ban đầu mình đã đề cập thì cái phân tích chênh lệch nó sẽ được thực hiện bằng cách phân chia cái chênh lệch tổng thể thành các cái loại chênh lệch chi tiết. Và cái việc phân chia này nó có thể thực hiện được cho mọi loại tranh lệch ở mọi cấp độ tùy thuộc vào cái mức độ chi tiết mà tình huống yêu cầu. Và cái cách phân chia là ta sẽ phân chia tranh lệch theo các cái nhân tố ảnh hưởng đến nó. Như trên màn hình các bạn nhìn thấy là ví dụ về việc phân tách cái tranh lệch chi phí nguyên vật liệu thì chúng ta biết rằng là cái chi phí nguyên vật liệu nó sẽ được xác định bằng cái số lượng nguyên vật liệu sử dụng mà nhân với cả cái đơn giá tương ứng đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta phân tách cái chênh lệch chi phí nhận nguyên vật liệu chúng ta cũng sẽ tách cái chênh lệch này theo hai cái nhân tố thứ nhất là số lượng nguyên vật liệu sử dụng và thứ hai là cái đơn giá của nguyên vật liệu. Sau đó thì cái chênh lệch do giá của nguyên vật liệu thì lại có thể được tách tiết thành hai nhân tố đó là cái thay đổi giá của nguyên vật liệu giữa cái kế hoạch ban đầu và cái kế hoạch sửa đổi. Nhân tố thứ hai là cái chênh lệch giá nguyên vật liệu giữa cái kế hoạch sửa đổi và kết quả thực tế còn cái chênh lệch số nguyên vật liệu sử dụng thì lại có thể được phân tách thành cái chênh lệch do nhân tố thứ nhất là cái tỷ lệ pha trộn nguyên vật liệu và thứ hai là chênh lệch do mức độ sử dụng nguyên vật liệu các cái loại chênh lệch khác như là doanh thu thì cũng có thể được phân tách chi tiết theo kiểu như này tóm lại là khi mà xem xét một tiêu chí ta cần phải xem là cái tiêu chí đó được xác định hay là bị ảnh hưởng bởi các cái nhân tố nào sau đó ta dùng chính các cái nhân tố đó để mà phân tích chênh lệch, được chưa? Cái kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật phân tích nhân tố. Đây là cái kỹ thuật được sử dụng để mà xem xét chênh lệch được phân tích thông qua việc xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chênh lệch đang được phân tích. Và theo cái kỹ thuật này, để nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó đến chênh lệch, ta sẽ phải loại trừ ảnh hưởng của các cái nhân tố còn lại. Cách thực hiện như sau: ta sẽ thay thế cái giá trị của từng nhân tố ảnh hưởng đến cái yếu tố chênh lệch một cách lần lượt cần lưu ý là có bao nhiêu nhân tố thì ta sẽ thay thế bấy nhiêu lần và nhân tố nào đã thay thế thì sẽ được giữ nguyên cái giá trị đã thay thế tức là cái giá trị ở kỳ phân tích cho đến cái lần thay thế cuối cùng còn nhân tố nào chưa thay thế thì vẫn giữ nguyên giá trị ở kỳ gốc hay là kỳ kế hoạch nói thì có thể các bạn sẽ thấy bối rối nên chúng ta cùng xem cái ví dụ sau đây là ví dụ về cái cách phân tích chênh lệch từ chi phí nguyên vật liệu thì tình huống đưa ra là công ty thì dự tính rằng là để mà thực hiện sản xuất trong kỳ sẽ cần đến 1,5 triệu chi phí nguyên vật liệu. Trong đó thì tương ứng với là 300.000 kg nguyên vật liệu với cái đơn giá là 5 đô trên 1 kg. Nhưng mà thực tế phát sinh lại những là 2 triệu đô cơ. Tương ứng với đó là 500.000 kg nguyên vật liệu với cái mức đơn giá là 4 đô trên 1 kg. Yêu cầu ở đây là phân tích cái chênh lệch 0,5 triệu đô trong cái chi phí nguyên vật liệu phát sinh. Chúng ta đã biết rằng là cái chi phí nguyên vật liệu thì sẽ được xác định bằng cái số lượng nguyên vật liệu sử dụng mà nhân với các cái đơn giá tương ứng đúng không ạ? Chính vì vậy nên là cái chi phí nguyên vật liệu nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hai cái nhân tố là số lượng sử dụng và đơn giá. Do vậy cái chênh lệch trong cái chi phí nguyên vật liệu sử dụng sẽ được xác định bằng cái chênh lệch do cái nhân tố sản lượng gây ra cộng với cả cái tranh lệch do cái nhân tố giá gây ra và để mà xác định cái tranh lệch do từng cái nhân tố này gây ra ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật phân tích nhân tố mà chúng ta vừa đề cập bằng cách là lần lượt thay thế hai cái nhân tố này từ kỳ kế hoạch sang kỳ thực tế có hai cách để thực hiện cách thứ nhất ta xuất phát từ cái phương trình tính tranh lệch là bằng số lượng nguyên vật liệu sử dụng thì thực tế nhân với cả cái đơn giá thực tế mà trừ đi cái số lượng nguyên vật liệu sử dụng theo kế hoạch nhân với cả cái đơn giá kế hoạch được chưa ạ? Sau đó ta cộng và trừ đồng thời cái vế phải của phương trình tính chênh lệch này với cái số là Q1 nhân P0 sau đó nhóm lại thành hai cái phép tính như trên màn hình Phép tính thứ nhất Q1 nhân P0 trừ đi Q0 nhân P0 ta lại nhóm thành là P0 nhân với cả Q1 trừ Q0 còn Q1 nhân P1 trừ đi Q1 nhân P0 ta lại nhóm thành là Q1 nhân với cả P1 trừ P0. Thì ta sẽ thấy rằng là cái phép tính thứ nhất Q1 trừ Q0 tất cả nhân với P0 đó thì là cái nhân tố P, nhân tố giá thì được giữ không đổi ở cái kỳ kế hoạch. Còn cái nhân tố Q thì sẽ được thay đổi thành cái kỳ thực tế kỳ phân tích đúng không ạ? Do vậy cái phép tính này nó phản ánh cái chênh lệch do ảnh hưởng của nhân tố Q, nhân tố số lượng sử dụng còn cái nhân tố P giữ nguyên không đổi. Còn cái phép tính thứ hai, Q1 nhân với cả P1 trừ P0, thì cái yếu tố Q sau khi đã được thay thế sang cái kỳ phân tích, kỳ thực tế thì nó sẽ được giữ nguyên. Còn bây giờ chỉ có yếu tố P là lại được thay đổi từ cái kỳ kế hoạch sang cái kỳ thực tế mà thôi, đúng không ạ? Và do vậy cái phép tính thứ hai này nó sẽ phản ánh cái chênh lệch do ảnh hưởng của cái nhân tố P trong khi nhân tố quy không đổi. Bây giờ ta sẽ lắp cái số liệu trong tình huống vào thì ta sẽ tính ra được là cái chênh lệch do cái nhân tố quy tức là nhân tố số lượng nguyên vật liệu sử dụng sẽ bằng 500.000 kg trừ đi 300.000 kg mà nhân với 5 đô ra là 1 triệu đô. Bởi vì đây là số lượng nguyên vật liệu sử dụng lớn hơn thực tế, do vậy đây là cái ảnh hưởng theo hướng bất lợi. Tiếp tục chênh lệch do cái nhân tố giá sẽ bằng 500.000 kg mà nhân với cả 4 đô trừ 5 đô bằng là 0,5 triệu đô bởi vì là giá cái nguyên vật liệu đầu vào chi phí giả dẫn đến là đây là một cái ảnh hưởng theo cái hướng có lợi đúng không ạ cộng cái ảnh hưởng của hai cái tranh lệch này ta ra được cái ảnh hưởng cuối cùng của cái chi phí nguyên vật liệu trong kỳ sẽ là một triệu đô trừ 0,5 triệu đô bằng 0,5 triệu đô và đây là cái ảnh hưởng theo hướng bất lợi cho công ty bởi vì cái chi phí nguyên vật liệu nó bị tăng lên cái cách thứ hai đó là ta cũng xuất phát từ cái phương trình chênh lệch bằng Q1 nhân x P1 trừ Q0 nhân P0, nhưng bây giờ ta cộng và trừ đồng thời cái vế phải của phương trình tính chênh lệch này với Q0 nhân với P1, sau đó ta cũng nhóm lại thành hai cái phép tính. Phép tính thứ nhất Q0 nhân P1 trừ đi Q0 nhân P0 thì sẽ lại được biến đổi thành là Q0 nhân P1 trừ P0. Phép tính thứ hai Q1 nhân x P1 trừ Q0 nhân P1 ta lại nhóm thành là Q1 trừ Q0 nhân P1 thì ta thấy rằng là cái phép tính thứ nhất bây giờ nó sẽ là giữ nguyên cái nhân tố quy ở cái kỳ kế hoạch trong khi đó nhân tố p thì được thay đổi lên cái kỳ phân tích tức là thực tế đúng không ạ do vậy cái phép tính thứ nhất bây giờ nó sẽ phản ánh cái ảnh hưởng của cái nhân tố giá nhân tố p trong khi cái nhân tố quy không đổi còn phép tính thứ hai thì nó sẽ lại giữ nguyên cái mức giá ở P1 tức là sau khi mà cái nhân tố giá được thay đổi thành cái số liệu của kỳ thực tế thì sẽ giữ nguyên và bây giờ chỉ có cái nhân tố quy là thay đổi từ quy 0 lên quy 1 thôi và do vậy cái tranh lệch này nó sẽ là cái tranh lệch do ảnh hưởng của số lượng nguyên vật liệu sử dụng tức là ảnh hưởng của nhân tố quy ta lại thay cái số liệu vào trong hai cái công thức tính toán này ta sẽ ra được là cái tranh lệch do ảnh hưởng của nhân tố P bây giờ sẽ là 4 đô trừ 5 đô, sau đó tất cả nhân với 300.000 kg ra được là 0,3 triệu đô. Bởi vì đây là mức giá của chi phí nguyên vật liệu ra. Cho nên là đây là cái chênh lệch theo hướng có lợi cho công ty. Còn cái chênh lệch do nhân tố quy, tức là nhân tố số lượng nguyên vật liệu sử dụng thì sẽ bằng 500.000 kg trừ 300.000 kg và nhân với 4 đô bằng là 0,8 triệu đô. Bởi vì đây là số lượng nguyên vật liệu sử dụng phải nhiều hơn, do vậy đây là cái chênh lệch theo hướng bất lợi cho công ty và cộng hai cái tranh lệch này vào ta cũng ra được cái tổng tranh lệch chi phí nguyên vật liệu bây giờ sẽ là 0,5 triệu đô theo hướng bất lợi cho công ty thì các bạn sẽ thấy rằng là cả hai cách làm hai cách biến đổi này nó đều ra cái tranh lệch tổng thể cuối cùng giống nhau là 0,5 triệu đô theo hướng bất lợi cho công ty đúng không ạ nhưng hai cách làm sẽ đưa ra kết quả của từng loại tranh lệch thành phần khác nhau trong thực tế thì cả hai cái cách biến đổi này đều được sử dụng nhưng trong phạm vi đề thi của môn PM chúng ta chỉ sử dụng cái cách làm số 1 nha. Thì vừa rồi là mình minh họa cái cách xây dựng công thức phân tích chênh lệch cơ bản áp dụng ba cái kỹ thuật phân tích. Các bạn hãy thử làm tương tự để xây dựng cái công thức phân tích chênh lệch cho doanh thu hay chi phí nhân công hay là chi phí sản xuất chung nhé. Học chắc cái phần biến đổi này rồi thì khi mà chuyển sang cái phần phân tích chênh lệch thành phần ở video sau nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay đó là ảnh hưởng của cái phân tích chênh lệch lên cái động lực làm việc cũng như cái phản ứng của nhân viên. Chúng ta biết rằng là cái chênh lệch và phân tích chênh lệch ấy, nó có thể được sử dụng ở cả cái khâu kiểm soát và đánh giá hoạt động trong quản trị hoạt động đúng không ạ? Nói về cái phần kiểm soát trước đi thì khi mà giới thiệu về cái việc lập dự toán, mình cũng đã nói rằng là bản thân việc lập dự toán nó chỉ có vai trò để lập kế hoạch nhưng mà cái việc phân tích kết quả của dự toán và thực tế thì nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát kết quả hoạt động đúng không ạ? Thì cái việc phân tích chênh lệch của chúng ta chính là đi phân tích kết quả của dự toán và do vậy, cái việc phân tích chênh lệch này nó sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát được hoạt động của mình. Những cái chênh lệch trọng yếu phát sinh nó có thể là cái dấu hiệu rằng là có vấn đề đã vượt ngoài tầm kiểm soát và cần phải có biện pháp phù hợp để cải thiện đúng không ạ? Thì ở đây có một điểm chúng ta cần phải hiểu rằng cái quá trình kiểm soát bằng việc phân tích chênh lệch này nó sẽ không tránh khỏi việc là doanh nghiệp sẽ phải đi xem xét xem là cái chênh lệch đó phát sinh từ bộ phận nào chức năng nào phòng ban nào ai phải là người chịu trách nhiệm cho những cái tranh lệch đó thì do vậy cái văn hóa của công ty trong cái cách xử lý các cái chênh lệch này nó sẽ ảnh hưởng tác động rất lớn đến cái phản ứng của cái quản lý phụ trách đối với cái phần chênh lệch nếu như mà tổ chức có cái văn hóa theo hồn tiêu cực đó là cái văn hóa chỉ trích thì các cái nhà quản lý họ sẽ bị kỷ luật bị trách phạt cho các cái tranh lệch bất lợi cho công ty đúng không ạ ừ, thậm chí họ có thể bị quy trách nhiệm cho cái vấn đề là cái hoạt động không tốt của công ty thì cái điều này nó sẽ kích phát cái phản ứng tự vệ của nhà quản lý tức là họ sẽ cố gắng để bào chữa cho những cái điểm mà họ bị sai đúng không ạ tức là thay vì tìm cách cải thiện thì họ lại chỉ tìm cách là để che giấu những cái vấn đề che giấu những cái sai sót những cái khuyết điểm đi mà thôi còn nếu như mà tổ chức có văn hóa theo hướng tích cực, tức là hướng đến cái sự cải thiện tiến bộ thì khi đó, các cái chênh lệch này sẽ được coi là cái dấu hiệu hữu ích cho hoạt động kiểm soát và cải thiện hoạt động. Các nhà quản lý họ sẽ không bị chỉ trích mà thay vào đó họ sẽ được khuyến khích để tìm kiếm các cái biện pháp để kiểm soát thích hợp khi mà có cái chênh lệch bất lợi xảy ra. Cái này nghe thì có vẻ là xa xôi nhưng mà thực ra nếu như khi đi làm các bạn sẽ thấy rằng là cách xử lý khi có sai sót này nó sẽ thể hiện rất là rõ trong cái văn hóa của công ty và nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tâm lý của nhân viên khi vấn đề xảy ra thì nên uh, tìm người chịu trách nhiệm để chỉ trích hay là nên tập trung vào để tìm biện pháp khắc phục thì cái đó là tùy lựa chọn của mỗi cái tổ chức mỗi cái doanh nghiệp chúng ta tiếp tục khi mà cái tranh lệch và phân tích tranh lệch nó được sử dụng để đánh giá hoạt động ví dụ công ty có thể đưa ra cái tiêu chí rằng nếu đạt được doanh thu kế hoạch đề ra thì cái người phụ trách sẽ được thưởng thì như vậy cái tranh lệch phát sinh giữa cái doanh thu kế hoạch và doanh thu thực tế nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái túi tiền của cái quản lý phụ trách đúng không ạ do vậy ta cần phải hiểu rằng là cái nhà quản lý cái nhà phụ trách này họ sẽ bị giảm động lực nếu như họ không được ghi nhận hay là khen thưởng xứng đáng khi mà họ đạt được cái tranh lệch có lợi hay là khi họ giảm được cái tranh lệch bất lợi những cái nhà quản lý này họ cũng sẽ bị giảm động lực nếu họ không có quyền kiểm soát cái hoạt động làm phát sinh tranh lệch nhưng lại phải chịu trách nhiệm cho chúng. Ví dụ như là khi một cái giám đốc sản xuất lại phải chịu trách nhiệm đối với cái tranh lệch phát sinh giữa cái chi phí sản xuất kế hoạch và chi phí sản xuất thực tế trong khi cái tranh lệch đó phát sinh chưa chắc đã là do ông quản lý sản xuất không tốt mà có thể là do sai sót trong lập kế hoạch, lập kế hoạch không thực tế đúng không ạ? Thì khi đó cái tranh lệch phát sinh phải quy về trách nhiệm của bộ phận lập kế hoạch nhưng mà bây giờ lại quy hết về trách nhiệm của cái bộ phận sản xuất thì như vậy là không hợp lý chúng ta sẽ phải ghi nhớ những cái điểm này để mà khi chúng ta đưa ra cái nhận xét về cái kết quả phân tích chúng ta sẽ có ý tưởng để xử lý cái tình huống của mình thì vậy là ta đã tìm hiểu xong cái kiến thức cơ bản về phân tích chênh lệch rồi nhé trong cái video tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu cái cách phân tích các cái loại chênh lệch thành phần trong phạm vi của môn pm cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo